Máu không phải là cơ quan nội tạng, mà là một tổ chức di động có vai trò cực kỳ quan trọng đối với con người. Bình thường, máu di chuyển trong cơ thể dưới dạng mô lỏng, lưu thông khắp cơ thể trong động mạch và tĩnh mạch. Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta quá bận rộn mà quên chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Ai cũng biết rằng, lịch trình làm việc cả ngày có thể khiến bạn kiệt sức. Cụ thể, bận rộn ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe? Và đặc biệt, lượng máu trong cơ thể của bạn cũng bị ảnh hưởng theo. Lượng máu trong cơ thể người tương đối ổn định và phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi, giới tính, cân nặng, lượng máu tỷ lệ thận với trọng lượng cơ thể. Mỗi người có trung bình từ 70 đến 80ml máu trên 1kg cân nặng. Nhờ cơ chế điều hòa giữa máu sinh ra ở tủy xương và máu bị mất đi hàng ngày, mà lượng máu trong cơ thể tương đối ổn định. Tuy nhiên, nếu bị mất đi một lượng máu quá lớn hoặc chức năng sinh lý của tủy xương bị rối loạn, thì lượng máu trong cơ thể sẽ bị mất ổn định. Máu có vai trò quan trọng như vậy, thì cấu tạo và chức năng của các thành phần máu có gì nổi bật, chúng ta đừng bỏ lỡ đoạn video tiếp theo nhé! Máu được cấu tạo bởi các thành phần như hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Các thành phần này gọi chung là tế bào máu. Và tế bào máu sẽ chiếm 45% của máu. Phần tiếp theo đó là huyết tương. Huyết tương chiếm 55% của máu. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu từng thành phần. Đầu tiên là hồng cầu. Hồng cầu chiếm số lượng nhiều nhất, chứa huyết sắc tố, chất làm cho máu có màu đỏ. Nhiệm vụ của hồng cầu là vận chuyển khí oxy từ phổi đến các mô và nhận lại khí carbonic từ các mô trở về phổi và đào thải ra bên ngoài môi trường. Vòng đời trung bình của hồng cầu là 120 ngày. Hồng cầu già sẽ bị tiêu hủy ở lá lách và gan. Tủy xương sẽ có nhiệm vụ sinh ra các hồng cầu mới để thay thế và duy trì lượng hồng cầu đã mất trong cơ thể. Tiếp theo đó là bạch cầu. Bạch cầu có chức năng bảo vệ cơ thể bằng cách phát hiện và tiêu diệt các nhân tố gây bệnh như virus, vi khuẩn. Có nhiều loại bạch cầu khác nhau và vòng đời của bạch cầu thì từ vài tuần đến vài tháng. Có loại bạch cầu làm nhiệm vụ thực bào, tức là ăn các nhân tố lạ. Có loại làm nhiệm vụ ghi nhớ, để nếu lần sau nhân tố lạ lại xâm nhập sẽ bị phát hiện và cơ thể nhanh chóng sinh ra một lượng lớn bạch cầu tiêu diệt chúng. Cũng có loại bạch cầu tiết ra các kháng thể lưu hành trong máu để bảo vệ cơ thể. Nhìn chung, bạch cầu được sinh ra để bảo vệ cơ thể. Thành phần tiếp theo của tế bào máu đó là tiểu cầu, là những mảnh tế bào rất nhỏ hỗ trợ chức năng cầm máu bằng cách tạo cục đông máu bịt các vết thương ở thành mạch máu. Ngoài ra, tiểu cầu còn làm cho thành mạch mềm mại, dẻo dai nhờ chức năng tiểu cầu làm chuyển hóa, nội mạc. Vòng đời của tiểu cầu từ 7 đến 10 ngày, cũng giống như hồng cầu và bạch cầu, tủy xương là nơi sinh ra tiểu cầu. Phần cuối cùng của máu đó là huyết tương. Đây là phần dung dịch, có màu vàng, thành phần chủ yếu là nước. Ngoài ra còn có thành phần khác như đạm, mỡ, đường, vitamin, muối khoáng.
Huyết tương có vai trò duy trì máu ở trạng thái nóng và vận chuyển các chất dinh dưỡng cũng như chất thải. Từ những thông tin trên thì chúng ta không thể phủ nhận vai trò của máu, đúng không nào? Và để có một lượng máu dồi dào thì chúng ta cũng nên bảo vệ cơ thể chúng ta một cách khỏe mạnh nhé.